những người được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lưỡng cực, rối loạn phân liệt hoặc tâm thần phân liệt có nguy cơ phát triển bệnh tim khi còn trẻ cao gấp đôi so với những người không có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu tương ứng đã được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng những người mắc bệnh tâm thần nặng có khả năng chết sớm hơn trung bình 10 đến 20 năm. Với nguyên nhân tử vong hàng đầu là bệnh tim. Tuy nhiên, những nghiên cứu như vậy thường tập trung vào những bệnh nhân nhập viện. Những người có xu hướng sức khỏe yếu hơn những bệnh nhân ngoại trú của họ. Theo các nhà nghiên cứu đằng sau nghiên cứu hiện tại, họ là người đầu tiên kiểm tra tỷ lệ mắc bệnh tim trong hơn 30 năm trên một mẫu lớn bệnh nhân ngoại trú được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần nặng SMI. Mẫu nghiên cứu của họ bao gồm gần 600.000 công dân Hoa Kỳ trong độ tuổi 18 đến 75 đã đến khám tại phòng khám chăm sóc sức khỏe ban đầu từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 6 năm 2018. Và bao gồm 1.333 người đã được chẩn đoán mắc bệnh SMI. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu về các yếu tố nguy cơ tim mạch như chỉ số khối cơ thể, lượng đường trong máu, cholesterol, huyết áp và tình trạng hút thuốc để phân tích và dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim ở bệnh nhân. Họ đã sử dụng công cụ chấm điểm rủi ro tim mạch của Đại học Tim mạch Hoa Kỳ để đánh giá nguy cơ 10 năm ở bệnh nhân 40 đến 75 tuổi và điểm rủi ro Framingham để đánh giá nguy cơ tim mạch trong 30 năm ở bệnh nhân 18 đến 59 tuổi. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh SMI có nguy cơ mắc các vấn đề về tim cao hơn đáng kể. Rủi ro trong 10 và 30 năm của họ được ước tính là 9,5% và 25%, so với 8% và 11% đối với người lớn không mắc bệnh tâm thần được chẩn đoán. Họ cũng phát hiện ra rằng 36% những người được chẩn đoán mắc bệnh SMI là người hút thuốc, so với 12% bệnh nhân không mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Hơn nữa, 50% những người mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng bị béo phì, so với 36% những người không mắc bệnh SMI. Các phát hiện chỉ ra rằng những khác biệt này có thể là do tỷ lệ hút thuốc và béo phì ở thanh niên mắc bệnh tâm thần nặng cao hơn, cũng như nhận biết và quản lý muộn các yếu tố nguy cơ tim mạch ở nhóm dân số trẻ hơn. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng các yếu tố nguy cơ tim mạch gia tăng ở những người bị SMI là rõ ràng ở mọi lứa tuổi. Do đó, cần phải giải quyết các yếu tố nguy cơ này ở cả bệnh nhân trẻ và lớn tuổi. Họ cũng lưu ý một số hạn chế đối với nghiên cứu. Ví dụ, họ nói rằng các mô hình dự đoán của họ phụ thuộc vào một hệ thống chăm sóc sức khỏe tích hợp có thể hạn chế việc sử dụng chúng trong các môi trường khác. Họ cũng không được tiếp cận với các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe như thu nhập, chế độ tập luyện, chế độ ăn uống và giáo dục, tất cả đều là những yếu tố dự báo sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu tin rằng việc sử dụng mô hình dự báo nguy cơ tim mạch trong 30 năm là điều cần thiết để ngăn ngừa và quản lý các yếu tố nguy cơ tim mạch ở thanh niên mắc bệnh SMI. Việc sử dụng mô hình này có thể giúp giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch ở dân số trẻ hơn, do tuổi thọ của những người mắc SMI bị rút ngắn và sự đóng góp đáng kể của bệnh CV trong việc tử vong sớm hơn. Dữ liệu hỗ trợ tầm soát kỹ lưỡng hơn và quản lý hiệu quả các yếu tố nguy cơ tim mạch chính đối với bệnh nhân mắc SMI bắt đầu từ tuổi trẻ hơn, đặc biệt là ở những người già giấu bé 40 năm. Các nhà nghiên cứu kết luận, những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!